những vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Achilles và cuộc chiến thành Troy. Trong thần thoại Hy Lạp, cuộc chiến tranh thành Troy là một trong những trận chiến nổi tiếng được ghi lại. Đây cũng là trận chiến mang dấu ấn đậm nét của những người anh hùng. Sử thi Iliad của Homer đã mô tả cuộc chiến tranh tàn khốc đó cùng với chân dung những người anh hùng, trong đó có Achilles, người anh hùng vĩ đại của Hy Lạp. Achilles là con của Peleus, một người trần, và nữ thần biển Thetis, vì thế Achilles không thể bất tử. Khi Achilles được sinh ra, đã được tiên tri là chàng sẽ chết trong một trận chiến. Để giúp sự trường tồn của con, Thetis đã dốc ngược người cậu bé, tay giữ gót chân rồi nhúng cả người cậu vào nước sông Tiết, nhưng nàng lại quên nhúng gót chân của Achilles vào nước. Vậy là cả người Achilles là mình đồng da sắt, chỉ có gót chân là điểm yếu duy nhất vì không được nhúng nước. Peleus thấy cảnh tượng đó, tưởng vợ mình giết con, bèn giật lại Achilles từ tay vợ. Trong lúc giằng co, xương ống chân của chàng bị gãy. Thetis tức giận, bỏ về thủy cung và không gặp lại chồng nữa. Peleus đưa con trai cho nhân mã Chiron nhờ ông nuôi dưỡng. Chiron thay xương ống chân người khổng lồ cho chàng để chàng trở thành người chạy nhanh nhất thế giới, thay gan sư tử, tìm gấu để chàng dũng cảm và không biết sợ gì. Chuyện bắt đầu bằng tiệc cưới của vua Hy Lạp Peleus và nữ thần biển Thetis. Tất cả các thần đều được mời tới dự tiệc, trừ thần Iris, một nữ thần có tính nóng nảy, thường gây ra tranh cãi giữa các thần. Tức giận, Iris bèn thả một quả táo vàng giữa bàn tiệc và có khắc chữ cho người đẹp nhất. Ba nữ thần Athena, Aphrodite và Hera tranh nhau quả táo. Zeus không thể phân xử được quả táo dành cho ai, nên thần đã trao lại trọng trách này cho Paris, chàng trai đẹp nhất châu Á và là hoàng tử thứ hai của thành Troy. Cả ba nữ thần đều hứa hẹn ban cho Paris những đặc ân, nhưng cuối cùng Paris đã chọn Aphrodite vì Aphrodite hứa sẽ ban cho chàng người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Một thời gian sau đó, Paris tới biến thành Sparta, được vua Sparta là Menelaus trọng đãi và đã gặp Helen, vợ của Menelaus, một người có sắc đẹp tuyệt vời. Được nữ thần Aphrodite giúp đỡ, Paris đã chiếm được trái tim của Helen và khi Paris rời Sparta, Helen đã bỏ Menelaus trốn theo Paris. Menelaus tới cầu cứu anh là Agamemnon nhờ giúp đỡ đoạt lại vợ. Agamemnon vốn đã muốn chinh phục Troy trong nhiều năm, đã sử dụng điều này như một lý do xâm lược thành Troy. Đánh chiếm thành Troy không phải dễ vì phải chuyển quân qua biển, và thành Troy nổi tiếng kiên cố được xây dựng bởi bàn tay của hai vị thần là Apollo và thần Poseidon, cùng với một đoàn quân thiện chiến được cầm đầu bởi vị tướng tài ba Hestor, hoàng tử anh trai của Paris. Agamemnon nhờ Odysseus, vị vua tài giỏi xứ Ithaca, tới thuyết phục Achilles, một chiến binh nổi tiếng bách chiến bách thắng. Odysseus còn tin rằng không có Achilles thì không bao giờ có thể chiếm được thành Troy. Cuộc chiến này không chỉ xuất phát từ giới thần linh mà còn lôi kéo chính thần linh can dự vào và phân hóa họ thành hai phe. Phe ủng hộ thành Troy gồm nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite và chồng là chiến thần Ares cùng thần ánh sáng Apollo. Phe kia là hai nữ thần thua cuộc là nữ thần trí tuệ Athena, người ủng hộ nhiệt thành cho Odysseus, và nữ thần Hera. Cuộc chiến thành Troy nổ ra, có lời tiên tri quân Hy Lạp sẽ không chiếm được thành Troy nếu không có Achilles. Do đó, Agamemnon sai Odysseus tìm Achilles. Nữ thần Thetis biết cuộc chiến nổ ra nên giấu con trai trên một quốc đảo và bắt chàng giả làm thị nữ. Odysseus nghĩ ra cách để tìm ra chàng. Odysseus đem binh khí và son phấn đến đầy bán. Các thị nữ đều quay quanh mua son phấn, nhưng có một người cứ xăm soi các thứ vũ khí. Odysseus biết ngay là Achilles, bèn mời chàng tham gia cuộc chiến. Achilles vui vẻ nhận lời. Thetis biết không ngăn cản được con nên đưa cho con cây giáo thần của các thần tặng bà trong lễ cưới. Achilles tham gia cuộc chiến. Chàng là chiến binh vĩ đại nhất của Hy Lạp trong trận chiến, nhưng do mâu thuẫn với Agamemnon quanh việc giành một nữ tù binh mà Achilles rời bỏ cuộc chiến. Thetis bèn cầu xin thần Zeus trừng phạt Hy Lạp vì đã làm nhục con trai bà. Zeus nhận lời và khiến quân đội Hy Lạp gặp phải một trận đại dịch. Khi quân Troy sắp đánh đuổi được quân Hy Lạp về nước thì bạn thân của chàng là Patroclus bị Hector giết chết. Achilles tức giận quay lại trận chiến trả thù cho bạn. Chàng được mẹ ban cho chiếc khiên thần của thần lửa và nhờ sự giúp sức của nữ thần Athena, chàng đâm chết Hector trước mặt cha của Hector, Priam, rồi kéo lê xác Hector quanh thành Troy bằng xe ngựa. Priam cầu xin Achilles cho ông sinh lại xác con trai. Achilles đã cảm động và đồng ý. Sau đó, Achilles tiếp tục lập nhiều chiến công cho quân Hy Lạp như giết 7 người con của Priam, giết nữ hoàng Amazon Penthesilea. Nhưng cuối cùng, do chàng có thái độ nhục mạ thần Apollo nên bị thần hướng mũi tên độc của Paris vào gót chân, nơi duy nhất trên cơ thể chàng có thể bị tổn thương. Achilles rụt xuống chết, từ đó thành ngữ gót chân Achilles ra đời. Quân Hy Lạp làm lễ tang cho chàng một cách trọng thể khi chiếm được thành Troy. Họ đem hiến tế con gái của Hector cho chàng. Còn Paris, người đã giết chàng, cũng bị tử trận bằng chính mũi tên đã bắn vào gót chân của Achilles.
Các bạn vừa xem xong video Những vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp phần 1. Và với sự kiêu ngạo của mình, Achille đã phải nhận lấy cái chết. Theo bạn, Achille có phải là một chiến binh kiêu ngạo hay không? Hãy bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi phần 2 của video nhé.